Vì sao? Vì của thí chỉ trừ đói khát, còn pháp thí không cùng. Vì vậy cho nên tài thí chỉ được quả báo ở thế gian, quả vui trời người được rồi lại mất. Này tùy tạm được, nhưng sau chắc mất. Nếu dùng pháp thí thì được chưa từng được, đó là niết bàn, chắc chắn không lùi mất. Giả sử có giáo hóa hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều tu tập theo 10 thiện nghiệp đạo, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, với tín tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, rồi giảng thuyết cho người khác, thì được vô lượng vô biên công đức vượt hơn người trước. Vì sao? Vì tất cả pháp lành đều được sanh ra từ bát nhã ba la mật đa. Giả sử có người giáo hóa hữu tình ở 3.000 đại thiên thế giới đều được chứng đắc bốn hướng bốn quả độc giác bồ đề, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, với tín tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng biên chép bát nhã ba la mật đa, thì công đức này vượt hơn người trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì thanh văn độc giác đều từ bát nhã ba la mật đa sanh ra, nhờ bát nhã ba la mật đa này mà có Phật xuất thế. Cho nên bát nhã ba la mật đa ở chỗ nào thì biết chỗ ấy là tòa bồ đề vi diệu, là chỗ Như Lai truyền pháp luân, thiện nam tử, vân vân, nên nhớ chỗ ấy thường có Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì tất cả chư Phật đều do bát nhã ba la mật đa sanh ra, người nào cúng dường hình tượng Như Lai thì được công đức chẳng bằng công đức cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì ba đời chư Phật đều nhờ bát nhã ba la mật đa mà có. Hết quyển thứ 569.